Dạ em Thắng Phạm xin chào anh em đang xem video ạ. Hôm nay em lên một số mẫu sản phẩm máy phan pin, bấm vít, máy mài, máy cắt cầm tay của hãng Makita, hàng chính hãng Mỹ nha anh em. Anh em xem và tham khảo. Qua đây thì có một số mẫu sản phẩm của Milwaukee. Đây là cây máy bắn bu lông mẫu mới sử dụng pin M12. Và đây là mẫu bắn bu lông M18. Mẫu này lực mạnh công suất là 2.169 Newton, đầu khẩu 1/2, mẫu đời mới luôn. Đây em sẽ giới thiệu với anh em xem. Rồi, và những sản phẩm máy phan xài gia đình hoặc là máy Makita. Rồi vậy ha, anh em xem và tham khảo những sản phẩm trên video này, có nhu cầu mua thì liên hệ em nhé. Sản phẩm thấy ưng ý và phù hợp với nhu cầu sử dụng mình mua về tiếp tục công việc. Rồi, đây em giới thiệu với anh em xem, đây là một cặp ha, phan và bắn vít Makita, hàng chính hãng của Mỹ nha anh em. Này đó là gọi là dòng cao cấp của Makita đó, combo phan bắn vít. Cây vít thì lực mạnh là 180 Newton, cây phan thì lực mạnh là 140 Newton. Bắn vít thì gõ búa tự động, có 8 cấp độ điều chỉnh lực, 4 cấp độ điều chỉnh số và 4 cấp độ điều chỉnh chế độ thông minh đó anh em. Bắn vít là động cơ không chổi than, mã số là XDT19, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL luôn nha. Đó, hàng chính hãng Mỹ. Rồi pin Makita là pin zin 18V 5.0A, phía sau có nút báo pin, đây là pin zin anh em. Pin zin ha. Mà mã số là BL1850B. Pin made in Seoul, là made in Singapore, Makita Wada. Đó. Tiếng máy chạy khá êm. Còn đây là cây phoang ba chức năng. Cây này là động cơ không chổi than, mã số là SVH14, hàng chính hãng Mỹ có chứng nhận UL. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, phoang bắn vít và có búa để phân tường, phân bê tông rồi luôn nha. Rồi cấp độ 1, cấp độ 2 và có nút báo pin. Rồi, hàng mới nha nè, hàng mới có tem niêm phong. Pin là pin zin chính hãng luôn. Seal là made in Singapore, xuất Makita Wada. Đây, pin mới hoàn toàn, máy mới đồ luôn ha. Đó. Còn đây là một combo, nó sẽ có hộp đựng rồi có túi xách nữa nha anh em. Đây là có túi xách ha. Cái túi xách này có kích thước dài khoảng 33cm và chiều ngang là 20cm, chiều cao là khoảng 25cm nha anh em. Bên trong sẽ có nhiều ngăn đựng túi Makita này, bên ngoài nó giống như bọc cao su, nó có thể là chống nước mưa rồi được nha anh em. Rồi, đây là sạc zin ha, sạc nhanh DC18RC. Sạc này nguồn điện vào là 220 nha anh em. Mã là DC18RC, hàng chính hãng Mỹ. Này cắm điện sạc pin. Sạc nhanh luôn á. Sạc của pin 5.0 này khoảng 40 phút đến 50 phút là đầy à. Nguồn ga của nó là 9A. Cũng khá là nhanh. Sạc pin 9A khoảng 1 tiếng đồng hồ. Máy phan thì sẽ có kèm theo tay cầm trợ lực nha anh em. Rồi, combo này thì với mức giá khoảng 8 triệu. Đó. Anh em có thể là liên hệ với em, có số điện thoại, số Zalo ngay trên màn hình nha anh em. Rồi, em có thể là khuyến mãi tặng quà mũi vít đồ cho anh em sử dụng ha. Rồi, đây thì có thêm cái bộ máy phan xài gia đình của Milwaukee. Đây, em giới thiệu các loại cho anh em xem. Đây là bộ này thì với mức giá khoảng 3.1 triệu nha anh em. Máy pin sạc. Pin này là pin 4.0, có đế vuông, phan sử dụng lâu. Cây này thì có búa để phân tường, phan bê tông, ba chức năng, bắn vít và phan gỗ, phan sắt, cấp độ 1, cấp độ 2. Và động cơ là không chổi than. Hàng chính hãng Mỹ, sản xuất Mexico, có chứng nhận UL. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, có đèn báo pin, đèn chiếu sáng luôn. Cái này lực mạnh là khoảng 45 Newton nha nè. Sử dụng xài gia đình đều là ok, ngon lành. Máy chạy phao luôn ha. Đây là có sẽ gồm một cái túi xách có kích thước là 32 chiều dài và 25 là chiều rộng, chiều cao là 25 luôn. Sạc thì cắm điện 220 xài ok. Rồi, ngon lành. Sạc pin chuẩn, sạc zin. Này là pin 2.0 nhỏ gọn để cho anh em sử dụng công việc leo cao. Pin nó nhẹ nhàng, pin 2 chấm ha. Đó, đây là được hai cục pin, một bộ hai pin, xài thay thế là hết pin này sạc pin kia là ok, có một cục để xe cua. Mức giá 3.1 triệu cho một bộ như thế này. Đó. Rồi. Đây
lên cây bắn bu lông loại lớn cho anh em ha. Anh em coi cái này là hàng siêu mạnh luôn á anh em, mẫu đời mới, máy chạy là cực kỳ phao. Rồi mã số là 2967-20, hàng chính hãng của Mỹ, hàng mới nguyên hộp nguyên siêu. Em cắt siêu ra thử khui ra cho anh em coi cái mẫu này. Đó, lực mạnh là 2169 newton, có phần thông tin thông số kỹ thuật nha anh em. Đó, lực mở ra là 2169 newton, lực chiếc vào là 1627 newton ha. Cân nặng là 2,7 kg, máy có tổng chiều dài là 193 mm, có 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực, số 1, 2, 3, và thứ tư là chế độ bắn ốc đủ lực dừng lại. Cái máy thiết kế hãng thiết kế để rày đá ha nè. Đây, hàng mới 100% luôn nha. Đó. Đã thiệt ha. Rồi mã số nè. Đây, cái này mới khui ra là im luôn á. Rồi, nhìn đã quá ha. Có đế pin chống rung luôn. Đế pin chống rung luôn. Rồi, mượn thử cục pin của máy. Đây là pin mẫu mới nha nè. Pin mẫu mới luôn, pin Libo, pin tép giống pin điện thoại á, pin Ford 6.0. Đó, Ford 6.0 ha. Pin chính hãng luôn nha nè. À, để pin chống rung, máy chạy phao lắm. Đó. Đầu khẩu 1/2. Ba đèn chiếu sáng là mẫu đời mới, mẫu 2024. Có 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực. Chế độ siết ốc tự động. Số 1, số 2, số 3, số 4. Cây này anh em sử dụng mở ốc tiếp 24, ốc máy động cơ máy 6, máy 8 đồ là ngon lành luôn á. Máy giặt mạnh ghê luôn á anh em. Đó, vip không? Đó, cây này vip ha. Rồi. Rồi đến đây là cây 3/4. Đây là cây máy 3/4 ha. Mẫu này là 3/4, hãng bán mẫu này rất là nhiều, sử dụng cũng khá là bền. Anh em sử dụng 4 mẫu, đều chỉnh lực 4 số ha. Rồi, mẫu này đầu khẩu 3/4, lực là 2000 newton. Động cơ không chở than. Đây, em thử gắn pin vô cho anh em coi máy hoạt động chạy ha. Máy 2001 này 2169 newton này đã chạy vào tua cao hơn, chạy lực mạnh hơn. Cái này tua thấp hơn. Quá dữ luôn ha anh em, chạy khá là phao mạnh mẽ đâu luôn. Rồi đây là mẫu bắn bu lông nhỏ gọn cho anh em nè. Đây là mẫu xài pin 12V M12, pin mẫu mới 5.0, dòng 2 output nguồn xả cao, gắn vào máy này là chạy rất là êm ái, mạnh mẽ luôn ha. Cây bắn bu lông này nhỏ gọn, lực mạnh là 745 newton, động cơ không chổi than, và hãng thiết kế mẫu mới là điều chỉnh số là qua cái cò này, mình gạt về ngay giữa nha nè, gạt về ngay giữa mình sẽ bóp hai cái là nó sẽ chuyển chế độ nè ha. Đó, chuyển chế độ nè. Đó, gạt về giữa, anh em đẩy về giữa bóp hai cái nó sẽ chuyển chế độ qua chú 1. Rồi gạt về giữa, rồi bóp hai cái nó sẽ qua số 2. Đó. Có đèn báo pin, đèn chiếu sáng, mẫu đèn mới đầu khẩu 1/2, thông số dễ sử dụng. Gạt về giữa chuyển qua số 3, bóp hai cái, bóp hai cái nó sẽ nhảy nha nè. Đó, bóp hai cái ha. Đó, cứ bóp hai cái là nó sẽ nhảy qua chế độ. À, chuyển chế độ 1, 2, 3. Đó, hãng ghi thông báo nè. Đó, chuyển qua chế độ ha. Bóp 2 lần. Đèn báo pin. Mẫu này là 745 newton, M12. M12 mẫu mới, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm nha anh em. Combo nguyên thùng như này, giá mức giá khoảng 5 triệu 2 cho một bộ nha anh em. Đó, anh em cần mua bộ máy pin sạc hoặc là thân máy hay là pin với sạc, em đều có bán lẻ cho anh em sử dụng ha. Rồi, đây là cái đèn. Cái đèn này vì mới mức giá là 500 nha anh em. Cái đèn mới mức giá là 500 cho một cái đèn này. Sử dụng pin M18, có thể là dòng móc treo gì được luôn ha. Mình có thể là điều chỉnh lên xuống như vậy được luôn. À, khi anh em gắn pin M18 thì mình có thể là đẩy nó đứng như vậy. Đó, mình dội ha. Đó, cái đèn pin. Rồi về mình làm việc góc nhỏ rồi mình chiếu sáng rồi anh em. Đi soi nhái, soi ếch cầm theo đèn pin này. Rồi đi ra giường, thăm giường rồi.
cầm theo đèn pin này sử dụng nha anh em. Rồi đây ok. Rồi tiếp theo là có một cái cây rút ri ve. Cây rút ri ve xài pin 12V, mẫu nhỏ gọn luôn anh em ơi. Mẫu này bây giờ giá cũng khá là ok, giá khoảng 3 triệu. Đây, hàng mới chính hãng. Hàng chính hãng Mỹ nha anh em. Rồi, khui hộp cho anh em coi. Rồi, đây, hãng đóng gói như vậy. Wow, cũng khá im ha anh em. Đó. Rồi, đây thì có một cái hộp để đựng rive luôn anh em ơi. Rồi, để trong bọc này, để bọc vô. Rồi, cái này sử dụng pin 12V. Đó. Gáp lại giá đẹp ha, có đầu rút rive 4mm và 4.8mm và 2.4mm và 3.2mm nha anh em. 4mm là thông dụng anh em sử dụng ha. Hàng này là hàng chính hãng Mỹ nha anh em. Đây này, rút rive xài pin 12V. Đó, pin 12V, em mượn thử cục pin gắn vô cho anh em test máy thử cho anh em xem ha. Rồi, đây gắn pin, một cục pin này có thể rút là mấy ngàn con rive đó nè, pin 5.0 có thể rút cả ngàn con luôn á. Đó, sử dụng này ít rất ít hao pin, một cục pin 2.0 thôi có thể rút được 200 con rive á. Pin 5.0 thì rút được cả ngàn rive luôn. Pin 6.0 thì rút được nhiều hơn nữa. Đó, rút đã ha. Máy rút rive xài pin 12V, hàng chính hãng Mỹ nha anh em. À, quá im quá đã luôn. Rồi còn đây là cây máy bơm hơi nha anh em, bơm hơi M18. Cây này thì dây dài là khoảng 90cm, đầy đủ phụ kiện đầu bơm cho anh em sử dụng ha. Hàng chính hãng Mỹ nha, có chứng nhận UL nha anh em. Mã số là 2848-20. Cây này bật nguồn lên bơm, thao tác bơm máy chạy rất là nhanh, rất là mạnh mẽ và sử dụng mau, bơm mau đầy. Anh em sử dụng bơm xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ hoặc là xe khách đồ là ok, ngon lành. Xe tải 2 tấn, 2 tấn rưỡi đồ được luôn. Rồi, bấm nút nguồn thay đổi chế độ rồi chỉnh 3 PSI rồi theo thông số lớp của bên xe rồi được nha anh em. Rồi, đây thì tiếp đến em giới thiệu với anh em xem, đây là cái cây máy mài máy cắt cầm tay của hãng Makita. Mẫu này sử dụng đá 120, xài pin là 18V, Makita chương phổ thông. Makita mã số là XAG04, hàng chính hãng Mỹ, chứng nhận UL. Máy này là động cơ không chổi than, có đèn báo pin luôn anh em. Cò trượt phía trên ha, dễ thao tác, dễ sử dụng. Cây này thì tem niêm phong, hàng mới chăm chăm nguyên hộp ha, nguyên hộp như thế này. Rồi xài cốt đá 120. Máy rất là thông, rất là nhẹ nhàng. Rồi cây này thì với mức giá là 2,5 triệu nha anh em. Rồi cái này là pin zin nguyên dĩ, hàng chính hãng Mỹ ha, sell là made in Malaysia, xuất Mỹ Makita Wada, còn nguyên siêu luôn nha anh em. Đó, nguyên siêu pin 5.0, made in Malaysia ha. Đó, rồi đây pin nguyên dĩ luôn, mình mới, giá 1,250. Rồi còn đây là bắn vít nha anh em, bắn vít SDT16, hàng chính hãng Mỹ, có chứng nhận UL, 8 cấp độ điều chỉnh lực, đèn hiển thị màu đỏ. Bên đây hàng màu đỏ luôn, chế độ thông minh. Đó, chế độ thông minh của máy. Rồi, động cơ không chổi than, mã là XDT16, hàng chính hãng nha anh em. Rồi, cái này là có tem niêm phong ở trên luôn, 8 cấp độ để mình điều chỉnh lực. Máy bắn khá nhanh khá nhạy, XDT16, động cơ không chổi than, lực mạnh là 180 newton, pin là pin zin, máy sale là made in Singapore, Makita Wada. Cái này thì với mức giá là 2,4 triệu. Pin đó nè. Rồi còn đây là cây máy file của Milwaukee,
Hay chính hãng Mexico nha anh em. Made in Mexico, chính hãng Mỹ ha. Mã số là 2723-20. Cái này là xài pin M18, máy chạy rất là nhanh. Logo Miyuki, động cơ không chỗ than, có 6 cấp độ để mình điều chỉnh tốc độ nha nè. Đó, 6 cấp độ, động cơ không chỗ than, rồi sản xuất Mexico. Cái này thì file cốt 6.35mm, để file này khá im. Máy mới, hàng mới nguyên hộp nha nè. Tua chạy khá cao, khá nhanh. Quá im luôn, cho một cây máy file. Mức giá cũng khá là hấp dẫn nha anh em. Rồi, còn đây là bộ máy bắn vít của Milwaukee. Hay máy bắn vít sử dụng nhỏ gọn, anh em sử dụng gia đình xài cái này là VIP Pro luôn nè. Bộ máy pin sạc thì với mức giá khoảng 3,5 triệu. Máy lực mạnh là 226 N, động cơ không chỗ than. Xài pin M18 5 cell 2.0, pin CB 2.0. Mẫu đời mới, 3 đèn chiếu sáng, mẫu 2953, giá 3,5 triệu, sạc là sạc zin, cắm điện 220 sử dụng luôn anh em. Một cái túi sách đựng đồ nghề, đựng máy này còn khá là rộng. Kích thước là chiều dài là 33, chiều ngang là 25, chiều cao là 25 luôn nha anh em. Rồi, giá đồ cũng khá là im ha. Rồi ok vậy nha. Hôm nay em giới thiệu với anh em xem một số mẫu sản phẩm Milwaukee Makita, hàng chính hãng, anh em xem và tham khảo. Có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ em ha. Rồi, mua ủng hộ em với nha nha Nam. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ. Rồi, máy VIP liều này, nhìn đã ha, máy này lực mạnh lắm á. Rồi, ok. Hàng mới, khui hộp luôn.